bán mua nhà bên trung tâm giúp. Để con thử có sao. Tớ là chuyên viên tổng hợp, có nghĩa là làm cái gì cũng hợp. Ôi, buổi bây giờ tìm được người đàn ông chân thành như Mathap khó lắm á. Bạn là bác sĩ thì đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Anh có thấy chữ lì trên mặt em không? Thế kiểu gì cũng không phải, cũng có bằng lái hả? Cô có bằng lái xe chưa? Kính chiếu hậu trái, kính chiếu hậu phải, đây là thầy. Gương chiếu hậu trái, gương chiếu hậu phải, còn đây là em. Mỗi lần mà bực chuyện gì ấy, em đều muốn lên đỉnh đó. Chị lại lên đỉnh à? Em cứ thế lên đỉnh đi. Bác xin con. Bác cũng muốn lên đỉnh nữa hả?